Minh Vương và bảy chị gái cực phẩm, Lục Vân. Tập 27. Trong phòng học chỉ có 1/3 sinh viên, mà trong đó lại có 1/3 đang chơi điện thoại, 1/3 đang ngủ, số người thật sự nghe giảng bài ít ỏi không có mấy ai. Đa số đều là tới kiếm tín chỉ. Từ sau khi Lục Vân không tới Đại học Giang Nam giảng bài thì lớp học trung y này lại rơi vào cục diện xấu hổ. Những bác sĩ được Triệu Mặc sắp xếp lại đây giảng bài không có ai giảng sinh động thú vị bằng Lục Vân. Sau mấy tiết thì số lượng sinh viên càng ngày càng. Trường học muốn tránh tình huống xấu hổ là không ai đến học tiết sở thích này nên đã đưa nó vào hệ thống tín chỉ, nhờ thế mới giữ chân được một số sinh viên. Chỉ là ngành học như trung y vốn đã buồn tẻ, nếu giảng bài không đủ thú vị thì dễ làm người ta mơ màng buồn ngủ. Trước mắt chính là tình huống như vậy. Người giảng bài là một người đàn ông cứng nhắc khoảng 30 tuổi, cứ đọc từng câu từng chữ y như giáo trình. Anh ta chỉ đến để hoàn thành nhiệm vụ do phó viện trưởng giao cho nên giảng bài chẳng để tâm chút nào cả. Lúc này anh ta đang giảng đến một khái niệm quan trọng trong trung y, chỉ vị bệnh trị bệnh chưa có triệu chứng. Cổ nhân có nói, thượng công chỉ vị bệnh, kiến can chi bệnh, chi can chuyện tì, đương tiên thật tì, trung công chỉ vị bệnh, kiến can chỉ bệnh, bất hiểu tương chuyện, duy trì can giã. Anh ta đọc nguyên văn y như trong sách cổ, sau đó lại phiên dịch một lần ra bằng tiếng phổ thông. Tiếp theo anh ta trực tiếp cho qua nội dung này. Lục Vân đứng ở cửa phòng học nghe rành mạch, trong lòng thầm thở dài một tiếng, đây mà là lớp sở thích trung y cái gì, rõ ràng là lớp thôi miên trung y. Sức hút trước đó vất vả lắm hắn mới kiếm được xem như mất sạch. Không thể giảng bài như vậy được, Lục Vân thật sự nghe không nổi nữa nên bước vào phòng học, chậm rãi mở miệng nói. Các sinh viên mơ màng sắp ngủ trong phòng lập tức chấn động. Giọng nói thật quen tai. Họ quay đầu nhìn về hướng cánh cửa thì lập tức sao động lên. Là thầy Lục của bọn họ đã trở lại. Lớp trung y không có thầy Lục thật sự quá dày vò. Đám sinh viên lập tức xôi trào phấn chấn, có nữ sinh xinh đẹp đã không nhìn được đứng dậy, chuẩn bị đưa hai cái màn thầu còn lại của phần cơm chiều cho thầy Lục coi như quà mừng trở về. May mà Lục Vân kịp thời phất phất xuống mới làm đám sinh viên sao động im lặng lại. Người đàn ông cứng nhắc đang giảng bài thấy cảnh tượng khó hiểu này thì sắc mặt lại dần dần trở nên âm trầm. Anh ta cho rằng lại là một sinh viên nghịch ngợm gây sự nào đó đến đây lòe thiên hạ. Anh ta hừ lạnh một tiếng và nói, tôi không biết giảng bài, cậu lên giảng đi được không? Chỉ cần là người từng trải qua thời đại sinh viên đều cảm thấy những lời này rất quen tai. Mỗi khi thầy cô giảng bài trên bục, phía dưới có người làm ồn lớp học thì thầy cô sẽ dừng lại rồi nói với sinh viên đó, lên đây, nếu cậu thích nói như vậy thì lên bục mà giảng bài. Đây là điềm báo khi thầy cô sắp nổi nóng. Lúc này người đàn ông cứng nhắc kia cũng như thế, anh ta không quan tâm sinh viên có nghe hay không, ngủ cũng được hay chơi điện thoại cũng được, nhưng không thể làm ồn. Đây là không tôn trọng giáo viên. Nếu Lục Vân biết suy nghĩ của anh ta thì nhất định sẽ cười nhạo một tiếng. Tôn sư trọng đạo là tôn kính giáo viên có trách nhiệm, mà không phải là người thầy làm cho xong nhiệm vụ dạy học, tùy tiện đọc theo sách vở như cái máy. Lục Vân đã biết được từ chỗ Triệu Mặc rằng những bác sĩ được sắp xếp lại đây giảng bài không phải là không công, mà là có trợ cấp tiền lương, bệnh viện trả một phần, trường học trả một phần. Lấy tận hai đầu lương mà lại dùng thái độ như vậy giảng bài, còn muốn người ta tôn trọng. Thời buổi này tiền dễ kiếm như vậy sao? Lục Vân cũng lười khách sáo với loại người này, hắn đi nhanh lên bục giảng rồi nói, không biết giảng bài thì đứng qua một bên mà nghe và học theo. Người đàn ông kia cũng không ngờ thằng nhãi này ngông nghênh như vậy, bảo hắn lên giảng bài thì thật sự. Dám lên giảng, còn bảo mình học theo hắn, thật là quá kiêu ngạo. Lát nữa nhất định phải nói việc này cho Lý Vệ Bình. Bảo ông ta xem lại xem tại sao Đại học Giang Nam bọn họ lại bồi dưỡng ra một sinh viên ngang ngạnh như vậy, quả thực là sỉ nhục trường học. Đáng lẽ phải đình chỉ loại sinh viên này, đương nhiên đây là chuyện nói sau. Lúc này anh ta không nổi trận lôi đình mà lựa chọn đứng qua bên cạnh thờ ơ lạnh nhạt. Anh ta cũng muốn xem sinh viên ngang ngạnh này giảng bài thế nào, nếu đứng trên bục giảng nghẹn không ra một câu thì người mất mặt xấu hổ chính là chính hắn. Nhưng anh ta không chú ý tới lúc này sinh viên trong lớp đã hoàn toàn thay đổi trạng thái. Tất cả mọi người dồn ánh mắt nóng rực lên bục giảng, nhìn chăm chú vào Lục Vân. Nhìn chăm chăm một giảng viên đẹp trai cũng rất bổ mắt. Lục Vân thuần thục lên tiếng,
nếu vừa rồi mọi người nghe giảng tới chỉ vị bệnh thì tôi sẽ giảng kỹ về khái niệm chỉ vị bệnh này một chút, nhưng trước khi giảng các bạn hãy nghe một câu chuyện trước. Chắc mọi người đều biết thần y Biển Thước đúng không? Điển tịch ghi lại Ngụy Văn Vương từng thỉnh giáo danh y Biển Thước rằng, nhà các ngươi có ba huynh đệ đều tỉnh thông y thuật, ai là người có y thuật tốt nhất? Biển Thước trả lời, đại ca tốt nhất, nhị ca thứ hai, ta kém nhất. Ngụy Văn Vương khó hiểu, vậy vì sao thanh danh của ngươi vang dội nhất? Biển Thước đáp, đại ca thường chữa bệnh trước khi bệnh tình phát tác, khi đó người bệnh còn chưa phát hiện mình bị bệnh thì đã được chữa khỏi, vì thế người bệnh không biết sự cao minh của đại ca. Nhị ca thường chữa bệnh khi bệnh tình vừa phát tác, người bệnh hơi không khỏe thì nhị ca đã cho thuốc khỏi bệnh, bởi vậy quê nhà đều nghĩ nhị ca chỉ trị được bệnh vặt. Mà ta thường chữa bệnh khi bệnh tình đã nghiêm trọng, người bệnh cực kỳ đau đớn, người nhà lòng nóng như lửa đốt, sau khi lành bệnh thì họ sẽ ca tụng gấp bội, cho nên ta vang danh thiên hạ. Chuyện xưa này là kể về khái niệm chỉ vị bệnh trị bệnh chưa hiện. Đại ca và nhị ca của Biển Thước đều tỉnh thông chỉ vị bệnh, nhìn thấy triệu chứng nhẹ của người bệnh đã đoán trước kế tiếp bệnh tình sẽ phát triển thế nào. Giải quyết triệu chứng nhẹ trước có thể kịp thời tránh khỏi bệnh nhẹ phát triển thành bệnh nặng hơn sau này, cũng chính là phòng bệnh hơn chữa bệnh mà Tây y thường nói đến. Thượng công là chỉ những bác sĩ cao minh như vậy, dạng bác sĩ này thấy gan bệnh biến có thể lập tức biết trước bước tiếp theo bệnh tật sẽ truyền đến tỳ tạng, cho. Nên sẽ trị tỳ trước. Mà bác sĩ trình độ bình thường thấy gan bị bệnh chỉ biết trị gan, không biết dự phòng bệnh biến tỳ tạng. Đây chính là chỉ vị bệnh. Lục Vân Hiên ngang nói có sách mách có chứng, không chỉ giải thích khái niệm chỉ vị bệnh mà còn giúp đám sinh viên biết rằng bác sĩ càng giỏi thì càng chú trọng chỉ vị bệnh. Căn bản không cần cố tình nhấn mạnh cái gì, mọi người nghe xong đã bắt đầu sinh ra một suy nghĩ, chỉ vị bệnh rất quan trọng. Thật sự là như thế. Trong phòng lập tức vang lên tiếng vỗ tay như sấm, cứ như từng cái tát vô hình điên cuồng vả vào mặt người đàn ông cứng nhắc kia. Cái gì là giảng bài? Đây mới là giảng bài. Mà không phải chiếu PPT đọc một đoạn văn cổ rồi tùy tiện phiên dịch một lần. Sắc mặt người đàn ông cứng nhắc xanh mét đi. Anh ta vốn muốn để một tên sinh viên ngang ngạnh lên bục làm trò cười, nhưng không ngờ người thật sự bị vả mặt lại là mình. Lúc này thật sự không thể nói gì được nữa. Mà ngay lúc này, đám sinh viên trong phòng đã kiềm chế hồi lâu cuối cùng cũng nhịn không được kích động hô lên, thầy Lục quá ngầu. Thầy Lục em yêu thầy. Thầy, Lục, em muốn sinh khỉ con cho. Thầy. Thân thể người đàn ông kia run lên kịch liệt. Thầy Lục. Chẳng lẽ thanh niên trước mắt là sư tổ của viện trưởng Triệu Phó, thần y Giang Thành Lục Vân? Đáp án hiển nhiên là khẳng định. Người đàn ông cứng nhắc lập tức khom lưng, kinh sợ nói, Lục thần y, tôi không biết là ngài đã tới, còn tưởng rằng là sinh viên cứng đầu nào cố ý làm loạn lớp học. Trên đầu anh ta ứa mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy xuống từ cổ làm ướt nhẹp cả áo. Đại thần trước mắt là sư tổ của phó viện trưởng Triệu Mặc của Bệnh viện Trung y tỉnh. Mà mình chỉ là một bác sĩ bình thường của bệnh viện thôi. Vừa rồi anh ta dùng thái độ như vậy nói chuyện với Lục thần y, nếu hắn so đo thì e rằng sẽ mất luôn công việc này. Người đàn ông kia rất sợ hãi. Lục Vân không có tâm tư so đo với nhân vật nhỏ như vậy, nhưng vẫn giáo dục một câu, nếu tôi thật sự là một sinh viên cứng đầu, tôi nhảy ra làm loạn chỉ có thể chứng minh anh giảng bài không tốt, gặp phải tình. Lục Vân không có tâm tư so đo với nhân vật nhỏ như vậy. Nhưng vẫn giáo dục một câu, nếu tôi thật sự là một sinh viên cứng đầu, tôi nhảy ra làm loạn chỉ có thể chứng minh anh giảng bài không tốt, gặp phải tình huống này thì anh nên tự kiểm điểm lại. Vâng vâng vâng, Lục thần y dạy bảo rất đúng. Nghe ý của Lục Vân thì hình như không muốn so đo, người đàn ông cứng nhắc thở phào nhẹ nhõm một hơi. Trở về tỉnh lại đi, hôm nay tôi sẽ dạy khóa này luôn. Lục Vân phất phất tay, cưỡng chế đuổi người đàn ông kia đi. Anh ta vừa rời khỏi phòng học thì các sinh viên lập tức chen chúc chạy đến bên cạnh Lục Vân nói ríu rít không ngừng, hoàn toàn khác với bầu không khí nặng nề trước gió. Lục Vân muốn đạt tới hiệu quả này, đó là giáo dục. Thông qua hứng thú, vốn dĩ sinh viên ngồi ở nơi này không đây 1/3 phòng học, cũng không biết có phải những sinh viên này lộ ra tiếng gió với bạn bè không mà rất nhanh đã có rất nhiều người chạy đến. Cứ như đã về tới lúc trước, thậm chí còn thu hút nhiều người hơn. Bởi vì có rất nhiều sinh viên đều nhìn thấy tấm ảnh lan truyền trên diễn đàn của trường, đó là hình ảnh mơ hồ đội chó săn chụp lén được khi Lục Vân đi đến đoàn phim của Tiêu Thấm.
Lúc ấy bức ảnh này đã được Trác Đại Vĩ nhờ vã các mối quan hệ để liên hệ với người đăng ảnh xóa bỏ. Còn hướng đi của chó săn tiên phong Trác Đại Vĩ, Lục Vân đã sớm nhét nhân tài như vậy vào ám bộ của Thiên Sáp Điện rồi. Trở về vấn đề chính. Bởi vì tấm hình lúc đó mà không ít sinh viên của Đại học Giang Nam đã biết thầy Lục của họ quen biết người đẹp Minh Tỉnh Tiêu Thấm. Mà khi tin tức này bị phơi bày thì chuyện Lục Vân là em trai của Tiêu Thấm đã không còn là bí mật. Hôm nay không ít sinh viên biết Lục Vân đã trở lại đều kích động chạy tới, muốn nhờ hắn xin chữ ký của Tiêu Thấm. Lục Vân rất danh ma mà tỏ vẻ, muốn chữ ký thì rất đơn giản, chờ lớp trung y học kỳ này kết thúc thì 10 sinh viên có biểu hiện xuất sắc nhất sẽ miễn phí nhận được một bản chữ ký của Tiêu Thấm. Tin này làm các sinh viên kích động muốn xỉu ngang. Chương trình học tiếp theo tiến triển rất thuận lợi, trong phòng đầy sinh viên, muốn tích cực bao nhiêu có tích cực bấy nhiêu, gần như không ai đục nước béo cò. Bên ngoài phòng học, Thẩm Tĩnh Nghỉ yên lặng đứng nhìn Lục Vân mà không tới gần, cũng không đi qua chào hỏi, chỉ lộ ra vẻ mặt rất phức tạp. Trong khoảng thời gian qua cô vẫn luôn nỗ lực, cố gắng muốn trở thành một tu luyện giả. Nhưng chênh lệch thiên phú không phải dựa vào nỗ lực là có thể đền bù. Người có thiên phú tốt chỉ cần mấy giờ là cô đọng ra được chân khí, mà thiên phú kém thì cho dù tốn mấy tháng, một năm, thậm chí là nhiều năm cũng không thể bước vào ngạch cửa này. Đây là số mệnh, Thẩm Tĩnh Nghi chính là như thế. Cô cảm thấy mình và Lục Vân có chênh lệch quá lớn. Đặc biệt là trong khoảng thời gian Lục Vân không đến giảng bài, Thẩm Tĩnh Nghi suy nghĩ cẩn thận rất nhiều chuyện, mình và Lục Vân hoàn toàn là người của hai thế giới. Nếu là hai thế giới thì không cần đi quấy rầy nhau nữa. Về sau Thẩm Tĩnh Nghi sẽ tiếp tục thử cô đọng chân khí, nhưng có lẽ sẽ không ôm chờ mong quá lớn nữa. Trong mạng có, ắt rồi phải có. Số đã không có, chớ cưỡng cầu. Thẩm Tĩnh Nghi đứng ngoài phòng học rất lâu, nhưng trước khi tan học đã rời khỏi nơi này. Lục Vân đang trả lời thắc mắc của các sinh viên trong phòng học thì giọng nói bỗng tạm dừng, nhưng rất nhanh lại tiếp tục giải thích như không có chuyện gì xảy ra. Đương nhiên hắn đã phát hiện Thẩm Tĩnh Nghi. Lục Vân cũng rất cảm khái về cô gái này. Duyên phận giữa hắn và Thẩm Tĩnh Nghi bắt đầu từ Thẩm Kim Hoa, nhưng tính cách của ông ta quá vụ lợi. Lúc trước bảo cô tiếp cận hắn cũng do lợi ích. Thậm chí Thẩm Kim Hoa không tiếc chuốc say Lục Vân, muốn con gái mình và Lục Vân gạo nấu thành cơm. Lúc ấy Lục Vân còn muốn chơi cha con bọn họ một võ, kết quả vào thời điểm mấu chốt Thẩm Tĩnh Nghỉ lại tỉnh ngộ, hắn cũng không tiện nói gì nữa. Sau đó hắn vẫn luôn coi Thẩm Tĩnh Nghi là bạn, nhưng có lẽ duyên phận của hai người thật sự ngừng lại ở đây, nếu Thẩm Tĩnh Nghỉ đã nghĩ thông suốt thì quá tốt rồi. Lục Vân than nhẹ một tiếng. Lúc này hắn không ngờ được một ngày nào đó trong tương lai, cái tên Thẩm Tĩnh Nghi sẽ trở thành nỗi đau khắc sâu trong tim mình. Vài ngày sau, người bạn nước ngoài của Trần Túc là Simpson đã đi tới tỉnh Giang Nam, không ngừng cảm khái phong cảnh diễm lệ của Giang Nam Long Quốc. Tỉnh hoa báu vật, địa linh nhân kiệt. Trần Túc cười nói, cũng vì thế nên tôi mới mời anh tới đây chơi, phong cảnh của Giang Nam dễ làm bùng nổ linh cảm nhất. Simpson gật đầu tán đồng. Miệng không ngừng nói, amazing amazing, thật quá thần kỳ. Đúng rồi Mr. Simpson, kỳ thật tôi còn có một việc muốn nói, tôi có một người bạn muốn làm quen với anh. Sau khi trò chuyện một lúc, Trần Túc bỗng mở miệng nói. Simpson lập tức lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, Trần, không phải chúng ta đã nói không bàn chuyện công việc sao, sao anh đột nhiên lại nói muốn giới thiệu bạn cho tôi quen. Gần đây tâm tình của Simpson tương đối bực bội do công việc. Lần này tới Long Quốc một là muốn gặp mặt bạn cũ Trần Túc, hai là tới tìm kiếm linh cảm. Simpson cũng được xem là một đạo diễn nổi tiếng ở Hollywood, rất nhiều diễn viên Long Quốc đều hy vọng có thể thông qua ông ta để bước vào Hollywood phát triển. Hiện tại nghe Trần Túc nói vậy thì rất có thể là tình huống này. Thực tế Simpson đã đoán đúng hơn phân nửa. Trần Túc chuẩn bị giới thiệu Lục Vân cho Simpson thật sự là có liên quan đến công việc. Nhưng không phải như suy đoán của Simpson là Lục Vân muốn dựa vào ông ta để bước vào Hollywood, mà là muốn lợi dụng quan hệ của ông ta để liên hệ với vài minh tinh quốc tế. Trần Túc lộ ra vẻ mặt hơi xấu hổ, nói, Mr. Simpson, đó là một người bạn của tôi, anh ta là người không tồi, anh có thể gặp anh ta trước một lần, nếu cảm thấy bị mạo phạm thì thôi vậy. Sao lại nói vậy chứ? Trần, anh là bạn của tôi nhất định sẽ gặp người được anh đề cử một lần. Tuy Simpson không muốn bàn chuyện công việc vào lúc này,
nhưng Trần Túc là người bạn đạo diễn ít ỏi của ông ta ở Long Quốc, tất nhiên không thể không nể mặt Trần Túc rồi. Cùng lắm cứ lưu số của người nọ lại, về sau xem tình hình rồi liên hệ. Trần Túc nói cảm ơn rồi gọi điện thoại nói chuyện này cho Lục Vân. Rất nhanh Lục Vân đã chạy đến. Lục tiên sinh, vị này là người bạn ở Hollywood của tôi Simpson. Mr. Simpson, vị này là Lục Vân. Trần Túc giới thiệu. Vốn dĩ Simpson đang không vui, gặp Lục Vân chỉ vì nể mặt Trần Túc thôi, nhưng vào thời khắc nhìn thấy Lục Vân đi tới trước mặt thì đôi mắt ông ta lập tức sáng lên. Dáng người cao lớn, khí chất bất phàm. Có một sự cao ngạo nói không nên lời, nhưng cái nhẹ ơ, này không làm người ta khó chịu, ngược lại chỉ liếc nhìn một cái đã cảm thấy thanh niên này không tâm thường. Simpson khó được mà chủ động duỗi tay ra và nói, Lục, rất vui được quen biết anh. Lục Vân cười cười, vinh hạnh của tôi. Trần Túc thấy vậy thì hiểu ý cười, ông ta đã sớm đoán được bạn tốt của mình nhất định sẽ thưởng thức Lục Vân, bởi vì trên người Lục Vân có một khí chất rất độc đáo. Lúc trước ông ta cũng bị khí chất này làm chấn động. Hai người bàn chuyện đi, tôi qua bên kia ngồi một lát, Trần Túc thức thời nói. Hai người giao lưu một lúc, Simpson mới biết Lục Vân tìm mình không phải vì bước vào Hollywood mà là muốn ông ta làm người trung gian. Simpson sảng khoái nói, ha ha ha, không thành vấn đề, Lục, tôi và anh nói chuyện rất hợp ý, tôi nhất định sẽ giúp chuyện này, nhưng tôi cũng có một thỉnh cầu. Xin cứ nói. Gần nhất tôi có quay một tác phẩm, trong đó có một chút nội dung về thần bảo hộ của Long Quốc các vị. Ánh mắt Lục Vân lập tức đanh lại. Hiện tại các nơi trên thế giới đều truyền tin Thiên Sát Vương đã chết, không ít người vui sướng hả hê, CEO của tập đoàn ASG cũng như thế. Lúc này Simpson nhắc tới thần bảo hộ của Long Quốc, chẳng lẽ cũng muốn bỏ đá xuống giếng. Hình như đã đoán được suy nghĩ của Lục Vân, Simpson vội vàng xua tay giải thích, Lục, anh đừng hiểu lầm. Tôi không có ác ý với Long Quốc và Thiên Sát Vương, ngược lại tôi còn rất kính nể anh ta. Simpson là người Mỹ, nhưng không phải tất cả người Mỹ đều vui sướng khi người gặp họa, cũng có rất nhiều người sùng bái Thiên Sát Vương. Lấy sức mạnh của một người mà gánh vác sự huy hoàng của cả giới tu võ Long Quốc, nhân vật anh hùng như vậy chẳng phân biệt quốc tịch. Simpson rất sùng bái Thiên Sát Vương. Cho nên trong tác phẩm mới nhất của ông ta có một màn ảnh là kính chào Thiên Sát Vương. Nhưng ông ta đã chụp màn ảnh này vô số lần mà vẫn không tạo ra được cảm giác đó. Có thể là diễn viên không được, hoặc là khí chất không đúng chỗ. Simpson là người theo đuổi sự hoàn mỹ, màn ảnh này chụp không tốt thì ông ta không có khả năng tùy tiện lấy ra cho người ta xem. Lần này tới Long Quốc tìm kiếm linh cảm cũng là vì màn ảnh này. Vào thời khắc nhìn thấy Lục Vân, ông ta bỗng sinh ra cảm giác kích động khó hiểu. Cứ như sâu trong lòng có một giọng nói đang mách bảo rằng đây là cảm giác ông ta muốn. Cho nên Simpson hy vọng Lục Vân có thể giúp mình hoàn thành màn ảnh này. Lục Vân yên lặng nhìn chăm chú Simpson một hồi, đang phán đoán ông ta có nói dối hay không. Một người bình thường chỉ cần có biểu hiện nói dối nào cũng khó mà chạy thoát đôi mắt của Lục Vân. Hắn thấy được chân thành từ ánh mắt của Simpson. Hơn nữa nếu hiện tại Simpson quay màn ảnh đó thì chờ đến lúc tác phẩm công chiếu cũng đã qua một thời gian. Tới lúc ấy đám yêu ma quỷ quái nấp trong bóng tối đều bại lộ gần hết, sẽ không ảnh hưởng đến kế hoạch của Lục Vân. Hơn nữa cho dù tác phẩm được công chiếu trước thì có lẽ cũng không ai nhận ra Lục Vân trong phim chính là Thiên Sát Vương thật sự. Cái này là bảo tôi diễn chính tôi đây mà. Vì thế Lục Vân suy tư một lát rồi nói, nếu Mr. Simpson sảng khoái chịu giúp tôi như vậy, hơn nữa còn rất coi trọng tôi thì tôi cũng không thể làm ông thất vọng. Hai mắt Simpson sáng lên, Lục, nói vậy tức là anh đồng ý đúng không? Lục Vân gật đầu nói, ừ, nhưng tôi có một kiến nghị, lúc quay tốt nhất đừng lộ mặt, chỉ cần quay phía sau lưng là được. Simpson hơi sửng sốt, sau đó liền nhịn không được vỗ tay tán thưởng. Ý kiến này thật tuyệt vời. Có thể nói là bước đi của thần. Simpson vỗ bàn tán thưởng. Trước đó ông ta luôn buồn rầu vì những diễn viên kia có nỗ lực đến đâu cũng không thể đạt tới hiệu quả mình muốn. Cụ thể là thất bại ở đâu thì ông ta cũng không biết. Mãi đến giờ phút này nghe xong kiến nghị của Lục Vân thì Simpson lập tức bừng tỉnh. Cảm giác thần biết đúng, chính là cảm giác thần bí. Từ đầu đến cuối Thiên Sát Vương vẫn luôn đeo mặt nạ long đầu đối mặt với thế nhân, chưa từng để lộ dung mạo thật sự. Chỉ điều này thôi đã ẩn chứa một cảm giác thần bí mãnh liệt.
Nhân loại luôn sinh ra tâm lý hiếu kỳ với những thứ thần bí như lỗ đen, muốn lấy cái gì đó thọc vào xem rốt cuộc bên trong cất giấu thứ gì. Mặt nạ long đầu của Thiên Sát Vương giống như một cái lỗ đen. Không ai không hiếu kỳ dưới lớp mặt nạ này che giấu gương mặt như thế nào. Đổi một góc độ khác để nhìn nhận vấn đề, một ngày nọ khi một thứ có tính trừu tượng vô hạn đột nhiên trở nên cụ thể hóa thì thường sẽ sinh ra chênh lệch tâm lý. Thiên Sát Vương cũng như thế. Thế nhân tò mò tướng mạo của hắn, nhưng sâu trong lòng lại có sẵn một hình tượng về Thiên Sát Vương, hình tượng này là ảo tưởng hoàn mỹ nhất trong mỗi cá nhân. Cho nên để ai đi đóng vai Thiên Sát Vương cũng không thích hợp. Chỉ khi nào không lộ mặt, chỉ dùng một bóng dáng giống như lời vừa rồi của Lục Vân thì mới là thích hợp nhất. Simpson là đạo diễn thâm niên lại bị một vấn đề đơn giản như vậy làm khó, sau khi được Lục Vân nhắc nhở thì lập tức cởi bỏ bế tắc. Cứ làm như vậy đi. Simpson nói làm liền làm. Dù sao chỗ của Trần Túc cũng trang bị đầy đủ dụng cụ quay phim, rất nhanh Simpson đã quay một loạt màn ảnh dựa theo kiến nghị của Lục Vân. Ông ta chọn dùng một màn ảnh biến hóa cực nhanh. Từ xa tới gần, chỉ thấy hình ảnh chuyển từ núi cao hùng vĩ lúc ban đầu rồi đẩy mạnh đi, khí thế đột nhiên thu lại, cuối cùng dừng hẳn trên một bóng dáng cao ngất. Hình ảnh đến đây thì dừng. Vừa quay ra khí thế hùng hồn, lại giữ được cảm giác thần bí của Thiên Sát Vương. Khi nhìn thấy màn ảnh này, Simpson ngây ngẩn cả người. Giống. Quả thực quá giống. Có thể nói là giống y như đúc. Cứ như bóng dáng trong màn ảnh này chính là bản nhân Thiên Sát Vương, dù hình thể hay khí chất đều giống y như đúc. Amazing, Simpson lập tức ứa cả nước mắt. Đây là màn ảnh hoàn mỹ mà ông ta luôn muốn theo đuổi, mà người cống hiến ra sự hoàn mỹ này chính là Lục Vân. Simpson kích động kéo tay Lục Vân mà nói, Lục. Thật sự rất cảm ơn anh, tôi nhất định sẽ giúp anh hoàn thành chuyện đó nhanh nhất có thể, chờ tin tức tốt của tôi đi. Simpson là đạo diễn nổi tiếng của Hollywood nên mạng lưới quan hệ cũng không đơn giản, đa số minh tinh đều chịu nể mặt ông ta. Lục Vân đã giao hết công việc kế tiếp cho Diệp Khuynh Thành. Mà hắn thì tiếp tục chờ. Chờ sự kiện Vân Thiên Thần Quân ngã xuống tiếp tục phát triển. Trong khoảng thời gian này, Long Quốc đã liên tục xuất hiện sự kiện thành viên Võ Minh bị tập kích, điều này chứng minh những thế lực ẩn núp trong góc tối của Long Quốc đã không nhịn được muốn ra tay. Trong đó bao gồm những người cải tạo gen trở về từ nước ngoài. Những chuyện này không cần Lục Vân xen vào, hắn chỉ phụ trách câu cá lớn, còn việc điều tra thế lực trong bóng tối thì giao cho Võ Minh làm là được. Nếu cả việc nhỏ như vậy mà Võ Minh cũng làm không xong thì chỉ có thể nói Vân Thiên Thần Quân sẽ rất thất vọng. Lại một thời gian trôi qua, Lục Vân đã chờ được tin tức bất ngờ đầu tiên, Võ Minh ở Kinh Thành đã biến thiên, không biết tại sao Doãn Phái vào tù, mà Doãn Thu Thủy cũng bị bộ chấp pháp của Võ Minh theo dõi. Nhà họ Doãn ở Kinh Thành như núi ngã trong một đêm. Khi Lục Vân biết được tin này từ Lạc Ly thì sắc mặt lập tức lạnh xuống. Bỏ qua ân oán của mình và Doãn Phái, Doãn Thu Thủy là dì út của hắn, lúc trước ở Kinh Thành cũng rất chiếu cố hắn. Cho nên dù thế nào thì Lục Vân cũng không thể mặc kệ chuyện này. Hắn lập tức gọi vào một dãy số mã hóa đặc thù. Bộ chấp pháp của Võ Minh Kinh Thành, Doãn Thu Thủy đang tiếp nhận điều tra. Bà ấy bị hạn chế đi ra ngoài, chức viện trưởng học viện võ đạo của Kinh Thành cũng tạm thời bị đình chỉ, đủ để chứng minh lần này nhà họ Doãn đã trêu chọc phiền phức lớn đến mức nào. Trong lúc chấp pháp giả thẩm vấn Doãn Thu Thủy thì trong văn phòng của Minh Chủ Võ Minh Kinh Thành bỗng xuất hiện một người đàn ông dáng người cường tráng, ánh mắt như kiếm, không giận đã oai. Vẻ mặt của Minh Chủ Tiêu Sách lập tức thay đổi, ông A cung kính đứng dậy. Bởi vì người đàn ông cường tráng trước mắt chính là một trong thần tướng của Thiên Sát Tam Thập Lục Cương, người thủ hộ của Long Quốc, Thiên Cô. Tiêu Sách gặp mặt anh ta cũng không thể không tôn kính. Nhà họ Doãn sao lại thế này? Thiên Cô không nói nhiều mà đi thẳng vào chủ đề. Mới đầu Tiêu Sách còn chưa biết ý đồ của Thiên Cô, nghe anh ta hỏi vậy mới biết là vì nhà họ Doãn, ông ta hơi chần chờ rồi hỏi, vì sao tướng quân đột nhiên cảm thấy hứng thú với nhà họ Doãn? Ông chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi. Thiên Cô khẽ nhíu mày làm Tiêu Sách biến sắc, vội vàng nói rõ sự thật về nhà họ Doãn. Thì ra nhà họ Doãn bị điều tra là vì Doãn phái bồi dưỡng một đám tử sĩ, ai cũng là tôn giả. Võ Minh quy định tất cả các thành viên từ Minh Chủ ở trên đến chấp pháp giả bình thường ở dưới đều phải đăng ký danh sách các thế lực để tiện quản lý, tuyệt đối không cho phép bồi dưỡng thế lực riêng. Đây là tối kỵ.
Kỳ thật quy định là chết. Nơi có ánh sáng thì nhất định sẽ có bóng tối. Người bồi dưỡng thế lực riêng trong võ minh không chỉ có một mình Doãn phái, mỗi người ít nhiều gì cũng dính một chút, cả Tiêu Sách cũng có thế lực của mình. Điều này giống như một quy tắc ngầm, nó tồn tại, nhưng không thể phơi bày ra ngoài. Doãn phái sai ở chỗ ông ta để lộ thế lực này ra. Đầu đuôi chuyện này phải bàn đến lúc trước Doãn phái phái người đi giết Lục Vân. Kỳ thật tôn giả lúc trước xuất hiện ở Long Gia là tử sĩ do Doãn phái bồi dưỡng ra. Mà võ minh kinh thành lại có nhiều chuyện thâm sâu, lục đục với nhau là điều bình thường, chỉ xem ai bắt được nhược điểm của đối phương trước. Khi Doãn phái mất đi lý trí mà phái tử sĩ đi giết Lục Vân thì ông ta cũng đã bị đối thủ theo dõi. Còn đối thủ là ai thì không ai biết cả, có lẽ là một, cũng có lẽ là hai, hoặc là cả đám. Không ai giải thích rõ được. Chỉ cần tóm được nhược điểm của Doãn phái, phơi bày chứng cứ ra thì chức vị đại hộ pháp của ông ta nhất định sẽ bỏ trống, một số người phía dưới đang trực chờ cơ hội này để leo lên. Sự thật tàn khốc như vậy đó. Sau khi biết đại khái những chuyện đã diễn ra, Thiên Cô chỉ lạnh nhạt để lại một câu rồi xoay người rời khỏi võ minh kinh thành. Nhà họ Doãn từng có ân với tôi. Đồng tử của Tiêu Sách đột nhiên co rút lại. Thiên Cô vừa rời đi thì Tiêu Sách đã vội chạy tới bộ chấp pháp, nhìn Doãn Thu Thủy tiểu tụy mà phức tạp nói, cô Doãn, không có gì nữa rồi, chúng tôi tin tưởng cô không liên quan đến chuyện này. Bọn họ điều tra Doãn Thu Thủy chỉ vì muốn biết rốt cuộc bà ấy có liên quan đến chuyện bồi dưỡng thế lực riêng hay không. Nhưng nghe Tiêu Sách nói xong, Doãn Thu Thủy lại sửng sốt rồi sinh nghi trong lòng. Bà ấy thật sự biết cha mình bồi dưỡng tử sĩ. Cho dù bà không tham dự nhưng cũng không thoát được tội bao che, những người này tra hỏi không phải là muốn hỏi ra một ít chứng cứ mấu chốt sao. Hiện tại Tiêu Sách đột nhiên chạy tới rồi kết luận luôn là mình không liên quan đến chuyện này, thật sự quá khả nghi. Doãn Thu Thủy hỏi, có thể nói cho tôi biết nguyên nhân không? Tiêu Sách ngẫm nghĩ rồi cảm thấy cũng không có gì cần giấu giếm nên nói, vừa rồi Thiên Cô tướng quân tới tìm tôi, nói nhà họ Doãn các người từng có ân với ngài ấy. Có ân với Thiên Cô tướng quân. Thiên Cô tướng quân là một trong 36 người thủ hộ của Long Quốc, chỉ cần anh ta nói một lời thì có thể dễ dàng kéo nhà họ Doãn ra khỏi chuyện này. Nhưng trong thời gian kế tiếp nhà họ Doãn cần im lặng kín tiếng để tránh làm người khác bất mãn. Đây là kết quả thành lập trên cơ sở nhà họ Doãn thật sự có ân với Thiên Cô tướng quân. Nhưng Doãn Thu Thủy hoàn toàn không nhớ họ trợ giúp Thiên Cô tướng quân khi nào. Chẳng lẽ là cha? Doãn Thu Thủy mang theo nghỉ hoặc đi theo Tiêu Sách tới địa lao võ minh. Vài ngày trước Doãn phái đã bị giam giữ ở nơi này. Tôi có thể nói chuyện riêng mấy câu với cha mình không? Doãn Thu Thủy hỏi. Tiêu Sách gật đầu, đương nhiên là được. Ngày mai tôi sẽ đưa cha cô ra khỏi địa lao, sắp xếp cho ông ta một chỗ ở thoải mái. Chờ phong ba lần này qua đi thì có thể về nhà họ Doãn. Có Thiên Cô tướng quân che chở thì đương nhiên Tiêu Sách không dám làm khó dễ Doãn phái nữa. Nhưng nếu dễ dàng thả ông ta ra thì cũng không ổn, sẽ làm người phía dưới cảm thấy võ minh làm việc không công bằng. Tuy rằng ông ta thật sự đang bất công. Cách xử lý tốt nhất trước mắt là sắp xếp giúp Doãn phái một nơi ở bí mật, chờ trận phong ba này ngừng lại rồi tìm một lý do để thả ông ta ra. Tiêu Sách rất thuần thục về nghiệp vụ này. Rất nhanh Tiêu Sách đã bảo chấp pháp giả phụ trách trông coi địa lao lui xuống, ông ta cũng đi ra ngoài, nơi này chỉ còn lại cha con Doãn phái. Trên người Doãn phái mặc áo tù, gương mặt có vẻ càng già nua và tiều tụy. Nhìn thấy Doãn Thu Thủy, Doãn phái than thở một tiếng rồi nói, xin lỗi con Thu Thủy, là cha liên lụy con. Doãn Thu Thủy lắc đầu rồi an ủi, cha, con không sao, cha cũng sẽ không có việc gì, Thiên Cô tướng quân đã ra mặt nói chuyện thay chúng ra, rất nhanh cha có thể đi ra ngoài rồi. Thiên Cô tướng quân, Doãn phái hơi ngẩn ra. Vì thế Doãn Thu Thủy thuật lại lời mà Tiêu Sách đã nói với mình cho ông ta nghe, ai ngờ Doãn phái nghe xong thì càng cau mày chặt hơn. Nhà họ Doãn từng có ân với Thiên Cô tướng quân. Doãn phái cũng không nhớ có chuyện này giống như Doãn Thu Thủy, trước kia bọn họ hoàn toàn không có qua lại gì với Thiên Sáp Điện, vậy thì ân huệ này từ đâu ra? Thấy cha cũng không biết, Doãn Thu Thủy càng nghi hoặc, sau đó ngẫm nghĩ rồi nói, chẳng lẽ là vì Lục Vân? Lục Vân là Vân Thiên Thần Quân. Nếu Thiên Cô biết quan hệ giữa hắn và nhà họ Doãn thì trợ giúp họ cũng bình thường. Nhưng Doãn Thu Thủy không nghĩ rằng Lục Vân đã nói chuyện này cho Thiên Sáp Điện, bởi vì Lục Vân cũng vừa biết thân thế của mình cách đây không lâu.
Hơn nữa có một điểm đáng chú ý là, nếu Thiên Cô đã biết quan hệ giữa Lục Vân và nhà họ Doãn thì khi tới tìm Tiêu Sách, anh ta có thể nói Vân Thiên Thần Quân là cháu ngoại của Doãn Phái, mà không phải mượn cớ mình từng nhận ân huệ của nhà họ Doãn. Điều này chứng tỏ Thiên Cô đang giấu giếm chuyện gì đó. Doãn Thu Thủy trầm ngâm một lát, trong đầu bỗng hiện ra một suy nghĩ rất to gan, bà ấy nói cha, con có cảm giác Lục Vân còn sống, nó nhất định đang mưu tính chuyện gì đó. Vừa nói ra câu này, cả bà ấy cũng khiếp sợ. Lúc trước tất cả mọi người đã chứng kiến Vân Thiên Thần Quân chìm xuống theo hải đảo, sau đó những chuyện xảy ra đều được đưa tin, Vân Thiên Thần Quân đã chết. Nếu Doãn Thu Thủy đoán đúng thì đây nhất định là một ván cờ rất lớn. Một ván cờ đủ để đảo loạn tất cả thế lực tu võ giả trên thế giới. Doãn Phái nghe thấy lời này thì thân thể cũng run rẩy dữ dội, nhưng rất nhanh ông ta đã quay lưng đi và nói, Thu Thủy, con trở về đi, cha ở chỗ này cũng tốt, không cần đổi chỗ đâu. Cha bị trừng phạt đúng tội, nếu cháu ngoại thật sự còn sống thì làm phiền con chuyển lời với nó là mấy năm qua ông ngoại làm sai, bảo nó không cần thương hại cha. Doãn Phái hổ thẹn trong lòng. Từ khi bước vào địa lao này, ông ta đã không nghĩ tới chuyện đi ra ngoài. Chỉ như vậy mới có thể giảm bớt cảm giác tội lỗi mấy năm nay của ông ta. Doãn Thu Thủy còn muốn nói cái gì đó, nhưng Doãn Phái lại vẫy vẫy tay ra hiệu bà ấy rời đi, ông ta không muốn nói nữa. Doãn Thu Thủy chỉ có thể than nhẹ một tiếng. Nếu như vậy có thể làm trong lòng cha dễ chịu một chút thì cứ chịu ý ông ta đi, dù sao hiện tại những người trong võ minh sẽ không làm khó cha nữa. Sau khi Doãn Thu Thủy rời khỏi địa lao võ minh thì vội liên hệ với Lạc Ly và hỏi cô một số chuyện về Lục Vân. Lạc Ly lại giả ngu giả ngơ mà nói, cô đừng hỏi con không biết cái gì cả. Cô càng như thế thì Doãn Thu Thủy càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng. Lục Vân nhất định chưa chết. Cái thằng danh này còn gạt cả mình, thật là hư hỏng mà. Kỳ thật Doãn Thu Thủy đâu biết rằng Lục Vân không có ý giấu bà. Mà là không nghĩ tới nhà họ Doãn lại xảy ra chuyện lớn như vậy. Đứng ở góc độ của Lục Vân thì cho dù hiện tại hắn nghênh ngang xuất hiện ở Kinh Thành, Thản Thiên đi đến học viện võ đạo thì cũng chẳng sao cả. Người giả chết là Vân Thiên Thần Quân, có liên quan gì đến tiểu Lục Vân này kia chứ? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 27.